Nếu các bạn đang có nhu cầu mua vàng, mua ngọc hay là mua nick thì các bạn có thể truy cập ngay azgame.vn nhé. Mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả đấy. Alo. Alo. Gì đây? Ra lấy trà chanh này. Ok. Ừ. Lấy đi làm ship à? Ờ. Này, cổ lấy hết 30.000. Này. Ok. Em xin nhá. Ok, xin chào các bạn. Thì mấy nay tình hình dịch bệnh đang có tiến triển tốt ý. Là mình đã đi tìm được một công việc mới để sinh tồn qua mùa dịch này. Đây các bạn thấy nhá, bây giờ đang là 7 giờ sáng rồi. Trời âm u như kiểu sắp mưa ấy. Nhưng không sao, vẫn là một ngày đi làm. Bạn hết 10k nhá. Ok. Ok thì. Yeah.
Giờ lấy hàng đi bạn ơi. À cho giống cái người đi. Ừ. Tìm người đâu không? Hả? Đưa tay lên nào bạn ơi. Bao nhiêu bạn ơi? Hết 10.000 bạn nhá. Ok bạn nhá. Ok. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Mưa đá các bạn ạ. Vừa mới ra khỏi nhà thôi. Ướt hết rồi. Trời ơi trời ơi. Các bạn nhìn này. Đá đấy. Chỗ mình có mưa đá. Ướt hết rồi. Đá được vào tay này. Đen như chó. Ra lấy đồ này. Ok. Các bạn 20 nhé. Ok mình xin. Nói chung là một ngày của mình nó đơn giản vậy đó. Chỉ đủ tiền xăng thôi. Nhưng mà nó thỏa mãn được nhu cầu cái đam mê chạy xe mỗi ngày là được rồi. Thực sự mình rất thích chạy xe mỗi ngày luôn đấy. Các bạn thấy clip của mình hay thì đừng quên bỏ lại.